Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Thành Hiếu Construction. Hôm nay thì tôi làm cái video này thì cũng là chia sẻ cho các bạn thực hiện cái việc xây dựng mô hình hồ nước ngầm ngay trên phần mềm ETAP 19. Đây ha. Thì về xây dựng cái mô hình và tính toán hồ nước ngầm á, thì cũng đa số các bạn thường thì thực hiện bằng phần mềm SAP 2000. Do cái phần mềm có chức năng gán tải tam giác lên phần tử Excel. Nhưng các phiên bản sau này của ETAP á, từ cái phiên bản mà 13, 15, 16, 7, 8, 19, 19 hiện nay thì đã có chức năng thực hiện được cái việc gán tải lên bảng Excel giống như SAP rồi. Cho nên là theo tôi á, thì cái thao tác trên ETAP á, thì nó đơn giản và thực hiện nhanh hơn về cái việc xây dựng cái hồ nước ngầm này. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu ha. Rồi, ta nhấn tạo mới ha. New model. Rồi, mình có thể sử dụng mét. Rồi, cái này mình có thể chọn bất kỳ đi ha. Cái này cũng không cần thiết đâu. Cái này cũng vậy, chọn đại BS gì cũng được. BS gì cũng được ha. Bạn cứ chọn thoải mái. Rồi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình đi xây dựng cái lưới đi. Bây giờ tôi nói chung cái hồ nước ngầm á, thì mình cứ tưởng tượng ra đi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xây dựng cái hồ nước ngầm rất đơn giản thôi. 5m x 10m. 5m x 10m cho nó nhanh. Rồi, 5m. Bây giờ chụp ít. Chụp ít ta có 1, 2, 3 và đi 2 à. Khoảng cách giữa trục X 5m à. Khoảng cách giữa trục Y 5m à. Đó, đẹp. Rồi, số tầng 2 à. Rồi 3m 3m, ok. Rồi, ok ha. Rồi, ta có cái lưới như vậy. Có thể là mình xóa một cái, các bạn click chuột phải ha, add modify grid, modify data, xóa cái này đi, không cần đâu. Rồi, ok. Ok. Rồi, đầu tiên chúng ta vào define. Khi các bạn nhớ là các bạn xây dựng lưới xong á, thì các bạn cứ tạo cái thói quen. Nếu mà các bạn không có sử dụng lại cái file cũ nha, không có import cái file những cái phần tử hay là những cái cấu kiện hay là vật liệu của cái file cũ vào, các bạn tạo mới á, thì các bạn cứ tạo cái thói quen lên lưới xong là các bạn vào định nghĩa vật liệu. Đó, ví dụ như 4000, ta add đi, add new đi. Đó. Mình xài ETAP 19 mà. Công cụ sẵn có. Concrete rồi, ok. P20 rồi. Hồ nước ngầm. Hồ nước ngầm mình cho mát cao một tí đi. Đó, các bạn. Cho nó chống thấm luôn ha. Rồi mình ok P25 ha. Mát 300. Rồi, ok. Rồi các bạn yên tâm, khi sử dụng này các bạn không phải chỉnh gì cả ha. Không phải chỉnh một cái thông số gì trong trong đây cả. À, các bạn ok luôn nha. Rất là nhanh. Rồi thép. Add new material. Rebar. Thép nhỏ hơn. Nhỏ hơn 10. Mình dùng CB240T ha. Ok. Ok, các bạn không cần chỉnh gì hết. Rồi, add new material tiếp. 300V ha. CB300V, ok. Rồi, các bạn ok thôi, không cần chỉnh gì đâu. Tiếp theo là các bạn định nghĩa vật liệu thôi, định nghĩa cấu kiện thôi. Mấy cái này các bạn chọn hết.
xóa hết đi. Còn một cái này là không xóa được là do các bạn chưa thêm mới. Các bạn mà thêm cái cấu kiện mới thì các bạn sẽ xóa được cấu kiện đó ha. Rồi add new. Rồi, add new ta chọn country ha, ta chọn cấu kiện hình chữ nhật. Rồi. Dầm 20 40. Chọn vật liệu B25. Sửa này lại ha các bạn. Đơn vị mm ha, đơn vị mm thì chiều sâu là 400, chiều rộng 200. Rồi, các bạn chỉnh vô đây luôn nếu mà các bạn muốn thiết kế tự động. Modify Sorry bar. Dầm đúng không? Dầm thì các bạn chọn dầm. Bạn chọn này thép đai ha, ở dưới là thép đai, các bạn cứ nhớ vậy. Trên thép dọc. Thép cột dọc. Ok. Rồi các bạn ok thôi. Rồi, các bạn bây giờ xóa được rồi nè, ha. Các bạn delete nè. Đó. Rồi, các bạn tạo thêm một cấu kiện đi. Ví dụ như các bạn tạo thêm thích tạo cột thì tạo ha. Tạo một cái cột nhỏ nhỏ ở trong mấy cái góc á, của cái hồ nước chẳng hạn. Add new cũng vậy. C 20 20. Thực ra thì mình làm cái bản thành dày 200 thì không cần khai báo cái này nữa, tại cái cột này C 20 20 thì nó nằm chìm ở trong cái bề dày của cái bản thành này, cho nên là cũng không cần ha. Mình chỉ cần bố trí thép thôi. Bố trí thép trong cái bản thành đó thôi, cho nên bỏ đi, không cần đâu. Rồi chúng ta ok. Rồi chúng ta chỉnh cái unit này ha. Đây các bạn chọn đây nè, consistent unit ha, các bạn chọn ví dụ như tấn tấn nè, mét nè, bạn ok. Sau đó các bạn nhấn unit, các bạn nhấn show unit form, các bạn save lại ha. Nhấn biểu tượng này, các bạn nhấn save. Theo tấn mét. Ok. Các bạn tạo thêm vài ba cái nữa. Tấn cm, các bạn ok. Show, các bạn save lại. Tấn cm. Ok. Các bạn tạo cm để sau này các bạn mà thiết kế tự động nó sẽ hiện ra cái diện tích của cốt thép cho nó nhanh. Mình làm cái nữa, show. Consistent unit chứ cái đã. Kilonewton, mét. Ok. Show. Các bạn cứ tạo một cái file mẫu để sau này các bạn cứ cần import vô thôi. Các bạn tạo nè, vật liệu các bạn tạo khoảng cỡ 4 cái vật liệu, 4 cái mát vật liệu. Còn các cấu kiện là các bạn rảnh thì các bạn cứ lôi cái file này ra và các bạn tạo nhiều cấu kiện lên. Dầm thì đủ các loại dầm, cột đủ các loại cột, bản sàn cũng vậy, đủ các loại bản sàn, chiều dày của bản sàn. Và các bạn lưu thành một cái file mẫu. Sau này các bạn thiết kế, các bạn chỉ cần import cái file này vô là các bạn làm thôi. Nãy tôi chọn cái đơn vị gì tôi quên rồi. À, kilonewton mét. Ok. Ok, làm thêm cái nữa đi. Đó. Cái này thì bữa trước là tôi cũng có hướng dẫn rồi. Nhưng mà hôm nay tôi muốn làm lại. Đó, cho các bạn nào mà chưa coi kịp cái video trước thì coi cái video này, thấy nó cái việc làm này luôn. Kilonewton trên mét. Ok. Chỗ đây. Các bạn lưu lại thôi. Rồi. Tạo bản sàn slab, bỏ này đi.
chừa slab này, modify nó. S20. Các bạn thích ghi tiếng Việt các bạn ghi tiếng Việt ha. Đấy, đấy. Chọn vật liệu. Rồi, cái này dài 20 ha, 20 cm, ok. Rồi, thêm tiếp đi. S15. Chọn vật liệu. Rồi, các bạn chỉnh này 15. Bạn này chọn vách ngăn ha. Vách ngăn. À, vách ngăn của hồ ha. Ok. Thấy vách ngăn rồi. Thêm đi, thích các bạn thêm. Chọn S20, chọn copy. S20. Thành. Cái này là tôi làm để các bạn là xem là quản lý cho nó tốt thôi chứ thực ra cũng không cần, chỉ tạo hai cái S20 với S15 là ok rồi. Thí dụ vậy. Mà tại vì tôi muốn phân ra để tôi làm cho các bạn hiểu rõ. Chứ nó cũng không cần đến đến độ mà như sáp đâu. Ok. Rồi. Nắp. Nắp mình cho 15 thôi. S15. Yeah. Rồi. Mở ngoặc nắp. Đóng ngoặc. Ok ha. Rồi, chúng ta xong. Ok. Rồi, chúng ta vào vẽ luôn nè. Vẽ. Round. Chọn dưới này. Đấy. Yeah. Mình đang ở đâu đây? Mình đang ở code nào đây? Các bạn kiểm tra lại code này coi. Tôi quên kiểm tra lại code này. Xuống. Đây, Z bằng 0 đây. Mới là đấy ha. S20 đây. Rồi, vẽ. Đấy. Chưa? Đó, mình vẽ vậy cho nó chuẩn. Các bạn vẽ ra hết cũng được. Rồi. Đó. Chưa? Rồi, tới vẽ gì? Các bạn muốn gán tải luôn không? Gán tải luôn đi ha. Gán tải luôn. Các bạn chọn ha. Chọn hai cái ô này. Các bạn gán tải luôn. Assign. Cell lock. Uniform. Phân bố đều. Ha. Rồi. Mình chưa có đặt tên đúng không? Mình vào define. Lock pattern. Sửa này lại. Cái này, div này, mình đặt nó là tải trọng bản thân đi ha. Cell div lock. Ok, tải trọng bản thân. Hệ số 1.1, modify. Rồi, cái này. Tải đất. Ha. Show. Show lock. S là subdiv 0. S. Được chưa? Rồi, tải này, hoặc tải nước, water, lock, spirit, rồi, modify, lock. Rồi. Các bạn nào mà ví dụ làm cái hồ nước ngầm mà có xe chạy qua thì mình gắn thêm cái tải xe nữa. Ha, tải xe nữa, hoặc tải xe nữa. Ví dụ, xe đi. Không. Hoặc tải xe. Car lock chứ. Tùy mình muốn đặt tên gì mình đặt. Add ha, add new. Ok. Rồi. Bây giờ mình đã chọn hai này rồi, mình gán tải ha, assign cell lock uniform. Tải nước water lock. Rồi. Bao nhiêu? Đổi lại đơn vị tí đi. Tấn mét. Chiều cao này hồi nãy mình cho 3 mét đúng không? 3 mét.
Rồi, nhân với gamma nước nữa. 3 tấn. 3 tấn trên 1 mét vuông. Ok. Bạn lấy cứ lấy chiều cao nhân cho gamma nước nữa ra. Cell load đó, cho nó nhanh. 3 tấn trên mét vuông. Ok. Apply nha. Ok. Cái phương á thì theo phương gravity ha. Đó, theo phương trong trường từ trên dưới cho nên là mình cứ ok thôi. Không có dấu gì hết. Rồi. Thì đáy hồ nước các bạn muốn láng vữa hay là muốn trát gì thì các bạn thêm vào ha. Còn nếu mà đổ bê tông xong mà nó ngon lành nó phẳng lì không cần làm gì nữa thì thôi, mình đặt chỉ cần đặt một cái tải này thôi. Rồi, xong ha. Rồi tiếp tục. Mình dựng mặt đứng lên ha, mặt đứng của trục trục 1 đi. Trục 1. Rồi, mình vẽ cái thành. Khi ở bên cái phần mềm ở táp này á, khi bạn dựng mặt đứng á, thì tự động là cái phần mềm này nó sẽ đưa ra là cái chế độ cho bạn vẽ tường. Wow, vẽ tường. Nhưng mà hồi nãy là các bạn không có, cũng giống như tôi á, là từ nãy tôi không có định nghĩa cái tường ha. À, wall section là tôi không có định nghĩa cái vật liệu này. Đó. Cái vật liệu này để mình làm những cái vách thang máy nè, rồi trong những cái lõi cứng ở trong cái nhà cao tầng, chung cư hay những nhà mà đặc biệt, thuộc đặc biệt ở những cái lõi cứng. Thì bây giờ các bạn có thể mà gắn cái kiểu mà giống như tấm sàn á, lên thì các bạn bật chế độ 3D. Các bạn click vào cái ô nào cũng được, click vào cửa sổ nào cũng được, các bạn chọn chế độ 3D. Rồi, mình vẽ 3D ha. Các bạn nhấn rồi test này, các bạn xoay cho nó vẽ dễ vẽ. Rồi các bạn click vào đây. Biểu tượng này. Vẽ tự do nè. Các bạn chọn S20 vẽ thành ha. Click đây một cái. Click trái chuột đây cái. Click trái chuột đây. Double click trái chuột vào điểm vị trí này kết thúc. Các bạn thấy không? Ok ha. Rồi. Các bạn quay đi, quay kiểu này đi. Nó dễ. Rồi. Các bạn làm xong cái tấm này, rồi các bạn làm tới cái tấm này đi. Cũng tương tự. 1, 2, 3. Double click. Tấm này cũng vậy. 1, 2, 3. Double click. Rồi, tới vách ngăn. À, vách ngăn giữa rồi nó có cái lỗ á, cái lỗ mình không cần thiết đâu, lỗ để mình sau này mình vẽ cái bản vẽ két á thì mình làm thôi, còn trong cái mô hình mình không cần cái mô hình nó ra làm gì. Rồi, mình vẽ vách ngăn ha, S15 vách ngăn. 1 2 3 double click S15. Mình chọn đây cho nó có màu cho đẹp ha. Set display option nè. Chọn nè, section property nè, theo thuộc tính của phần tử của kiện ha, mặt cắt, apply, ok. Màu xám này nhìn nó tối quá, chỉnh lại màu tí cho nó nổi. Slab chọn này, xanh đi, nước, ok. Đó. Cho nên là nổi xíu. Rồi, tiếp mình vẽ thành tiếp. Tới gì? S20 vẽ cái thành ha. 1 2 3 double click. Quay nè. Quay cho dễ dễ.
này này này, double click, ok rồi, chỉ còn một mặt nữa thôi. Đây đây đây, rồi như vậy là chúng ta xong. Mặt đáy thì chúng ta đã xong rồi ha, xong tải rồi, xong nói chung là chúng ta đã hoàn thiện mặt đáy rồi. Rồi bây giờ cái mà chúng ta cần nói là chúng ta gán tải lên cái thành này. Rồi chúng ta nhấn 3D lại coi để cho nó quay cái trục cho nó đúng nè, trục tọa độ cho đúng nè ha. Chúng ta tắt một cái đi cho nó bự. Rồi bây giờ chúng ta bật tọa độ địa phương lên của bảng, của tất cả các bảng cell này lên ha. Set display, nhấn thẻ object assignment ha, cell assignment, chọn local asset, các bạn apply, ok. Các bạn thấy cái tấm này ha, cái phương của trục 3 nè, trục màu xanh dương nè, nó quay vào nè. Cái tấm này thì nó lại quay ra, tấm này nó lại quay ra, tấm này lại quay ra, tiếp tục cái tấm này thì lại quay vào, tấm này cũng tương tự quay vào, còn tấm này lại quay vào. Rồi thì tùy các bạn, bây giờ có bốn cái quay vào rồi thì mình cho thằng này quay vào luôn, được chưa? Mình quay cái trục tọa độ địa phương này nha. Thì bây giờ mình đa số chiếm tiểu số mà. Rồi, mình chọn bảng này, mình chọn bảng này. Ok. Bắt đầu điều chỉnh nè. Các bạn vào Edit. Edit Cell. Rồi, các bạn nhấn vào cái lệnh Revert World Local Bar Axis. Được chưa? Có nghĩa là đảo chiều của cái trục 3. À, tọa độ 3 địa phương này ha. À, nhấn nha. Đó, các bạn thấy nó quay vào chưa? Đó, trục 3 này quay vào trong nè. Đó, các bạn thấy ha. Cái trục số 1 nè, trục màu đỏ nè. Các bạn thấy nó đi đúng chiều chưa? Đó, nó chạy đúng chiều. Đó, lên trên này, lên trên này. Đó, chỉ có cái khi mình lật cái này thì nó nằm ở trên này thì không không sao cả. Đó. Đây là cách thể hiện của cái tab thôi. Các bạn đừng có để cái đó làm gì ha. Không có ảnh hưởng gì hết. Rồi, bây giờ mình gắn tải. Tại vì nếu mà các bạn gắn tải theo cái trục mà trục XY á, XY á, thì các bạn phải chọn từng tấm này nè. Lâu lắm, cho nên các bạn gắn tải theo cái trục địa phương này đi, đó, cho nó nhanh. Rồi, thì bây giờ các bạn mực nước thì có khi nào mà nó đầy không? Nó đầy lên tới nắp không? Đáy nắp không? Nếu không thì các bạn có thể cho nó xuống tí đi, trừ dầm trừ yết nè, cho nó xuống nửa mét nha, mình 3 mét mà xuống còn 2,5 mét thôi. Rồi các bạn vẽ cho tôi round, round join object, rồi vẽ điểm đây, blend object theo trục Z ha, xuống mình đang đơn vị mét mà xuống 0,5 mét. Rồi các bạn click vào điểm này, 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 các bạn click vào điểm này. Ok, chúng ta đã có những cái điểm đó, cách đều điểm trên 0,5 mét. Rồi nhiệm vụ tiếp theo, các bạn để vị trí này tí xíu nè ha. Rồi các bạn quét, quét vùng trên này thôi, được chưa? Các bạn bỏ cái tấm giữa này đi ha, cái tấm ngăn này không, bỏ chọn, các bạn click cái nó dính cái này đúng không, thì click sang chỗ khác, click lại tấm này, chưa? Đó, bỏ chọn tấm giữa, không có cắt cái tấm giữa nha, tấm giữa là cho nó đầy luôn đi, tại vì tấm giữa là mà hồi mình không có gán tải đâu, mình không có gán tải nước tải gì trên đây đâu, tại vì nước ở bên đây nó ép qua cái, nó ép vô, nó tác dụng lên cái tấm ngăn này, và cái nước bên đây nó tác dụng lên cái tấm ngăn này, thì coi như là
đều nhau, cho nên mình không cần làm gì hết á. Mình đặt vào để cho nó có cái nội lực xuống dưới đất thôi, xuống dưới đáy của mình, à, xuống dưới nền móng của mình thôi, không cần làm gì hết. Và cái vách này là mình bố trí thép theo cấu tạo cũng được. Rồi, các bạn sau khi quét xong rồi, các bạn vào Edit, Edit Cell, Divide Cell ha. Các bạn Divide Cell. Rồi, các bạn chọn nè. Divide này. Selection. Select Join Object on S. À, và OK. Rồi. Các bạn thấy không? Đó, đã cắt ra nè. Đó. Cắt ra hết rồi. Phần ở trên này mình không cần gắn nước. Được chưa? Rồi, ở tab này thì các bạn cũng không cần, các bạn thích rút nó thì rút, mà cũng không rút cũng được. Các bạn thích rút ha, các bạn thích rút thì tôi sẽ chỉ cho các bạn rút. Tại vì ở bên ở tab này nó sẽ khác, cái giao diện nó khác, cho nên là để tôi làm luôn ha. Cho các bạn nào chưa biết thì các bạn có thêm cái kinh nghiệm ha. Rồi, các bạn cứ vào tấm này, click vào tấm này, click vào tấm này, click vào tấm này. Và các bạn quay. À, các bạn click tấm này, OK. Mình click những cái tấm mình cần gắn thôi. À, rồi, mình vào Assign. Không. Assign ha. Assign Object to Group. Bạn click vào. Rồi. Các bạn để cái mục replace này hay là add to group này cũng được, tại vì mình chưa có gì cả. À, rồi mình modify add nha, add. Rồi mình click ha, double click đây, mình sửa cái tên này lại, ví dụ như nhóm, nhóm đi, nhóm 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 gán nước hay là nhóm áp lực nước, áp lực nữa. Rồi. OK. Làm thêm thêm cái nữa đi. S. À không, OK. Rồi, mình apply nha, apply. OK. Rồi đóng lại. Mình thử gọi nó coi. Select. Mình thử chọn nó xem được không? Select. Select ha, chọn group nhóm áp lực nước, select. Đó, thấy mình đã chọn xong chưa? Rồi tiếp tục mình clear nha, clear mình chọn lại, mình quay lên lại đi, chọn hết chưa? Bỏ tấm giữa đi. Rồi, cũng vậy. Assign. Assign object to group. Rồi, cái này mình add nha. Chứ không thôi là nó. Thêm này, add to group. Modify. Add. Rồi, nhóm. Áp lực đất. OK. Áp lực đất. Chọn áp lực đất. Apply. OK. Close. Rồi, mình chọn thử nha. Select. Select. Group. Áp lực đất. Select. OK ha. Chọn hết rồi đó. Không có chọn tấm giữa nha. Rồi, mình clear. Chọn áp lực nước. Select. Đó. OK không? Rồi, mình chọn áp lực nước nha. Chọn luôn. Close. Rồi, mình gắn tải nè. Các bạn thấy phương trục 3 đều quay quay vào hết rồi phải không? Quay vào trong hết rồi đó. Rồi các bạn assign cell lot. Các bạn chọn non uniform. Rồi chúng ta có cái bảng. Sao? Các bạn thấy giống bên sáp không? Đó. Công thức nè. Đó.
Dung hạch bên giá mà rồi chúng ta chọn Waterlot, các bạn chọn Lucoba ha, cái phương mà trục xanh dương nè, rồi gamma nước hướng ra ngoài ha, rồi đây hồi nãy mình trừ đi cái này chiều chiều cao á, nãy mình trừ đi 500 rồi, mình còn 25 đúng không, 2 tháng rưỡi, rồi apply nha. Ok xong chưa, đó, chúng ta đã gắn được cái tải lên trên cái thành để này à, rồi tiếp tục mình gắn đất thôi. Assign mình chọn tiếp, assign select nha, select select group nhóm áp lực đất select, rồi close, cũng tương tự vậy mình vào assign select non uniform 1.8. ok rồi này bằng 1.8 nhân 3 mét 5.4, rồi apply nha. Sửa này lại quên, show show lot apply, rồi ok đó, coi như là các bạn đã hoàn thành việc gắn tải nước và tải đất lên trên thành. Rồi bây giờ ví dụ như các bạn vẽ cái nắp thì các bạn vẽ thôi, vẽ đơn giản các bạn cũng vẽ này, hoặc các bạn vẽ mặt bằng cho nó nhanh. Story 1, ok đó. Các bạn chọn nắp, yeah. Nắp rồi. Bạn vẽ dầm vô, bạn vẽ dầm đi, dầm dầm 20-40 nè, vẽ đây ok rồi, vẽ dầm đây chưa, đi xuống dưới, xuống dưới đấy đi, bạn vẽ thêm một dầm vô. Rồi. Ví dụ như các bạn đặt cái hồ nước này lên trên nền đất thì các bạn gắn thêm cái lò xo vô nữa ha, lò xo vô trong cái bảng đáy này nữa. Còn nếu các bạn mà làm trên làm móng móng cọc đi, ví dụ như đất rồi nó yếu, nó bùng sình quá, các bạn muốn làm cái móng cọc thì các bạn khóa lại ha, khóa cái ngang mình lại, chọn 1, 2, 3, đó, chọn mấy cái nút này, khai báo ngàm cho nó, assign, join, return, ngàm, apply, ok, chưa? Yeah. Rồi các bạn di chuyển lên, các bạn nhập tải ha, chọn hai bản này nhập tải vô, assign, select cũng uniform, tải xe đâu rồi, đây, color. Rồi. Theo tiêu chuẩn 0.5 trên mét vuông, 0.5 đúng không? 0.5 tấn nhân 1.2 là số vượt tải. Ok. Đó, 0.6. Apply. Ok. Rồi, hoàn thiện gì không? Hoàn thiện tí đi ha, hoàn thiện. Chọn hoàn thiện. Size. Cell lot. Uniform. 0.15 đi. Deep plot. Ở đây không có deep plot ha. Tạo đi. Define. La pattern. Deep plot.
Không. Rồi, ok. Chúng ta chọn là ok. Rồi xong, các bạn muốn tổ hợp. Chọn tổ hợp ha. Xong rồi sau khi anh tải chọn tổ hợp. Load combination, add new combo. Combo 1. Chọn từ từ đi. Tải chọn bản thân. Add tiếp. Tới gì? Chỉnh tải đâu? Đây. Add tiếp. Một là trường hợp đất. Show lot. Rồi. Có đất xung quanh hồ, không có nước. Ok. Trường hợp 2. Copy, nhấn add copy cho nhanh. Rồi. Thêm có nước vô ha. Có đất có nước. Mấy ngon. Đó, chúng ta phải có đất nước. Đó, ok. Rồi. Ok ha. Rồi, trường hợp 3. Cái này mình modify lại. Combo 2. Ok ha. Add copy. Chữ này lại 3. Thêm đi, add. Rồi, bây giờ có xe. Được chưa? Ok. Rồi. Còn gì nữa không? Có xe là hoạt tải. Nước cũng là hoạt tải. Cho nên là các bạn có thể là để một luôn cũng được, hoặc là chỉnh. Này, này. Hệ số này lại 0.9 cũng được. Ha. Nhưng mà thôi để một đi. Rồi. Các bạn ok thôi. Các bạn làm thêm cái tổ hợp bao nữa đi. Bao nè, không bao. Envelope. 1, 2, 3. Mình có 3 trường hợp tải. Chưa? Ok. Ok. Rồi. Giờ mình mẹt nha. Mình nhấn Ctrl A nè. Chọn hết nè. Assign nè. Cell nè. Floor. Automate nè. Chọn này. Cái này đối với bảng sàn nha. Bảng nằm ngang. Ok. Đó. Là bảng bảng trên nè. Giờ bảng dưới. Đấy. Rồi. Nhấn Ctrl A tiếp. Tới bảng thành nè. Chọn này nha. Qua auto mat. Chọn này auto rectangle mat nha. Nhấn 3D cho các bạn coi nè. Đó, nè không? Đó. Tự động mat cái thành. Được chưa? Rồi, tiếp tục chọn thêm cái frame, phần tử frame nữa, mẹt phần tử frame nữa. Đây, frame automate option. Rồi, chọn hết rồi, tự động chọn này, ba cái, 1, 2, 3, apply, ok. Rồi, chúng ta chạy thôi. Nhấn F5 chạy thôi. Đó. Các bạn muốn... trước khi chạy thì các bạn nhấn Ctrl A xong check model xem nó có bị lỗi gì không. Đó, không bị lỗi gì ha. Lỗi gì chúng ta chạy. Rồi, chúng ta xem ô măng nè. Ô măng đối với trường hợp, đối với combo 1 nè. Ô măng 22 nè. Đó, apply ok nè. Đó. Rồi. Ta có cái
Cái hình ha, mô mang 22. Để tôi mở thêm cái cửa sổ nữa. Cho cái này là bình thường 3D đi. Đó. Thì các bạn thấy cái trục tọa độ địa phương thì mô mang 22. Thì tôi nhắc lại ha. Thì mô mang 22 là mô mang quay quanh trục 1. Trục 1 là cái trục màu đỏ nè. Đó, trục 1. Mô mang 22 là mô mang quay quanh cái trục màu đỏ này. Thì quay quanh cái trục màu đỏ này thì nó sẽ vuông góc với cái mặt phẳng của cái trục màu xanh lá cây này. Đó. Thì ngược lại đối với mô măng 11 là mô măng sẽ quay quanh cái trục số 2 này và vuông góc với mặt phẳng của cái trục số 1 này. Đó, mặt phẳng này. Rồi. Đó. Thì từ cái mô măng này các bạn tính thép thôi. Đó. Tính thép cho cái vách và tính thép cho cái bảng đáy và bảng nắp. Rồi. Ví dụ như cũng giống như các hồ khác, ví dụ như cái hồ này mà không có làm cọc đặt nổi ở trên trên đất thì đó thì các bạn cũng có thể xây dựng thêm, làm thêm cái đáy ra tí xíu ha. Cái đáy ra 500 nửa mét gì đó để cho đất nó đè lên cái đáy này nè. Đó, để nó chống cái việc đẩy nổi của cái hồ ha. Ví dụ vậy. Ví dụ như tôi ví dụ cho các bạn nè, tại nhiều khi có những bạn biết rồi thì có những bạn chưa có biết, cho nên là để tôi làm luôn cho các bạn. Rồi các bạn vẽ giùm tôi nè. Các bạn vẽ em tôi cái nút ha, round. Rồi chọn object. Vẽ từ đây đi. Theo phương x trừ 0.5. Theo phương y là 0.5. Vẽ tới cái nút ngay chỗ này. Chưa? Yeah. Tương tự cái nút bên này. X là 0.5. Y là 0.5. Ok. Rồi, ở góc dưới này. X là 0.5, Y là trừ 0.5. Đây là trừ. Rồi, các bạn vẽ. Vẽ tôi. Các bạn nhớ nha. Cao độ Z bằng 0 nha, cái đáy á. Vẽ tôi cái sàn, sàn đáy thôi. Sàn, sàn. Vẽ thêm vô đây. Được chưa? Các bạn vẽ bốn góc này trước đi để nó có cái điểm để cho các bạn bắt dễ. Đó, ví dụ vậy đó, các bạn nhìn thấy 3D nè đúng không? Tôi bỏ mấy cái trục tọa độ địa phương này cho các bạn nhìn cho nó đẹp chẳng hạn. Rồi. Cái này là do hồi nãy là mình lấy cái nút này ra. Tắt này đi. Rồi các bạn. Chỉnh kênh chính Z lại. Bạn chọn này mấy cái nút này lại cho tôi. Gắn lại cái nút này đi. Này nha. Nói chung toàn bộ cái này là các bạn không có để ngàm nữa. À. Rồi. Đó. Thì các bạn chỉ cần gắn cái tải tải đất lên đây thôi. Tại đất lên trên cái bảng xung quanh nè, đó, đất nó đè lên đây nè, đất nó đè lên những
cái viền xung quanh nè, đó nó làm giữ cái hồ nước này lại ở trong đất. Cái hồ này nó không có nổi lên, nếu mà có cái mực nước ngầm ở dưới nó không có đẩy cái hồ này nổi lên cho nó vướng cái thành này, đất nó đẩy xuống rồi. Nên ở đây là mình nhập tải tại đất chưa, tại đất hồi nãy bao nhiêu ta, đó nãy mình coi lại coi, nãy mình gán nhiêu đó, nhập vô thôi 5.4. Assign slot uniform, các bạn nhập vô đây slot gặp 5.4 đó. Rồi, coi như là xong. Các bạn nhớ mẹt là được rồi. Size. Đó, mẹt không mẹt đi. Rồi, coi như là xong rồi đó. Nhiệm vụ của các bạn là gắn cái liên kết Spring cho cái bảng sàn này nữa là mình hoàn tất. Rồi, ok. Rồi, vậy ha các bạn ha. Rồi. Hôm nay là tôi đã hướng dẫn cho các bạn xây dựng cái mô hình cái hồ nước ở trên cái Earth này cực kỳ nhanh. Rồi, hẹn các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Chào tạm biệt các bạn.